Tiếp tục cập nhật các thông tin sự kiện diễn ra trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 12 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 12, kỳ họp lần thứ 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Và theo chương trình, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung thảo luận và quyết nghị các báo cáo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan tư pháp thành phố và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày. Thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố về những vấn đề cần thiết bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Đây là những nội dung trọng tâm của kỳ họp. Từ đó, quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Chất vấn và trả lời chất vấn, những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm. Từ đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến sẽ được trình thông qua tại phiên bế mạc của kỳ họp. Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, vì vậy, chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu đồng dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ, bàn bạc để quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực ngành mình quản lý trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn, vân vân cần đi thẳng vào trọng tâm với tinh thần nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra. Đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tôi mong rằng tất cả quý vị đại biểu, khách mời và quý cử tri tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng Nhân dân thành phố có đủ thông tin trước khi quyết nghị các vấn đề được trình tại kỳ họp lần này. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Theo chương trình, sáng mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Từ chiều mai tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Vâng, thưa quý vị, y tế là lĩnh vực được rất nhiều cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là cơ sở y tế chuyên khoa hạng 1, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương và khu vực miền Tây. Hiện nay bệnh viện đã xuống cấp và quá tải, trong khi bệnh viện mới quy mô ngàn tỷ đang xây dựng thì dở dang, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Chật hẹp, không đủ chỗ cho bệnh nhân. Sự quá tải này đang diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, nơi tiếp nhận cả ngàn bệnh nhân mỗi ngày từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ khâu khám bệnh ngoại trú cũng như trong điều trị nội trú. Bệnh viện này là bệnh viện đặc trị là nó tốt nhất, thành thử ra ở đâu ta cũng gom về đây. Thì ở đây bà con ai cũng là trông ngóng cái bệnh viện mới đó, đặng là chuyển lên chảnh đặng cho trị bệnh cho bà con ta. Ban giám đốc bệnh viện cho biết, mặc dù đã được tăng cường cơ sở 2 nhưng tổng số chỉ có 400 giường bệnh sẽ rất khó khi lượng bệnh đến hàng ngày rất lớn như hiện nay. Áp lực rất là lớn đối với chúng em bởi vì bệnh nhân thì nhiều nhưng mà cơ sở vật chất thì hạn hẹp, và đặc biệt đó là thời gian chờ đợi bệnh nhân điều trị rất là lâu, đặc biệt bệnh nhân xạ trị thì thậm chí đợi chờ đến 3-4 tháng mới được xạ trị. Thì đây là một vấn đề mà tụi em cũng rất là quan tâm. Mong muốn nói chung là làm sao có cơ sở vật chất mới tốt hơn, rộng rãi hơn để bà con nhân dân được điều trị tốt hơn. Trong khi đó, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường do Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng vào tháng 10/2017 với tổng số vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, đến nay chỉ đạt 21% khối lượng. Dự án có vốn vay ODA Hungary chiếm hơn 80%. Dự án chậm tiến độ trong khi hiệp định vay của dự án đã hết hiệu lực, thời gian thực hiện hợp đồng với tổng thầu cũng không còn.
để mà sớm đưa cái bệnh viện ung bướu trở vào hoạt động á, thì là thứ nhất là các bộ ban ngành phải hỗ trợ cho Cần Thơ và đơn vị mà chủ đầu tư phải tích cực để tính toán được cái khối lượng xây dựng đã xây dựng và cái phần dang dở để mà cái công trình được tiếp tục đưa vào sử dụng như mong đợi của người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng như là Cần Thơ. Giải quyết những vấn đề phức tạp để tiếp tục hoàn thiện bệnh viện ung bướu mới, làm sao để hoàn thiện sớm nhất, đó là mong mỏi của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Và cũng liên quan đến lĩnh vực y tế đang được quan tâm. Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường đã có buổi làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Quyết học Truyền máu về hỗ trợ công tác tiếp nhận máu. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ cam kết trong tháng 12 này sẽ hỗ trợ Bệnh viện Quyết học Truyền máu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trên địa bàn Cần Thơ. Trước đó, từ tháng 6 năm 2023, tình trạng thiếu máu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra căng thẳng. Bộ Y tế có nhiều văn bản hướng dẫn đôn đốc chỉ đạo các bệnh viện thuộc bộ, phối hợp các đơn vị liên quan, hỗ trợ cung cấp máu cho khu vực. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Cần Thơ phối hợp trong việc quy động hiến máu, bảo đảm nguồn cung máu và các chế phẩm máu, dự phòng cho nhu cầu về máu của các địa phương. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Huyện ủy Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy Cần Thơ thống nhất phê duyệt, thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 39 đồng chí. Do yêu cầu công tác cán bộ, một số đồng chí đã được điều động về đơn vị mới. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn thiếu 3 ủy viên so với số lượng quy định. Căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của Đảng bộ huyện và trên cơ sở danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, Ban Thường vụ huyện ủy đã thống nhất lấy ý kiến bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hội nghị này, huyện ủy Cờ Đỏ sẽ hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Chiều qua, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ tiến hành triển khai thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh của huyện Vĩnh Thạnh. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Công trình kè chống sạt lở kênh Cái Sắn, đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, có chiều dài 600m, tổng vốn đầu tư 66 tỷ 500 triệu đồng do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần tập đoàn Phú Tài miền Trung thi công và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Tâm chịu trách nhiệm tư vấn giám sát. Công trình dự kiến có thời gian thi công 12 tháng. Tuy nhiên, do yêu cầu cấp thiết của công trình nên tại buổi triển khai thi công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành công trình trước thời hạn 2 tháng, đồng thời bám chặt vào mục tiêu để thi công công trình một cách đảm bảo về thời gian, chất lượng và an toàn. Kênh Cái Sắn đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh có chiều dài 5 km. Thời gian qua, do tác động của nhiều yếu tố nên có hơn 2 km bờ phải của kênh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại cũng như phát triển kinh tế xã hội của người dân và chính quyền địa phương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa cho biết, thành phố quyết định tăng 100.000 đồng tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 so với Tết Nguyên đán năm 2023 cho tất cả các nhóm đối tượng. Cụ thể, mức trợ cấp Tết cho người có công với cách mạng và thân nhân ở nhóm 1 là 1.400.000 đồng một người, bao gồm 144 đối tượng với kinh phí 201.600.000 đồng. Nhóm 2 có mức trợ cấp là 1.300.000 đồng một người, bao gồm 9.969 đối tượng với kinh phí trên 12 tỷ 900 triệu đồng. Đối với nhóm hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, thành phố Cần Thơ có kế hoạch hỗ trợ tổng kinh phí 58 tỷ đồng, mức hỗ trợ thấp nhất là 1 triệu đồng một người với các đối tượng cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội ngoài công lập, mức hỗ trợ cao nhất là 1.600.000 đồng một người với người cao tuổi trên 100 tuổi. Đặc biệt, nhân chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ cho những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp thường xuyên với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi gia đình, tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các gia đình người có công. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này gần 6 tỷ 300 triệu đồng. Năm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024 là ngày thứ hai, cho nên tính cả hai ngày cuối tuần, dịp Tết Dương lịch 2024, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày một tuần, thứ Bảy Chủ nhật, dịp Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, trong đó có 2 ngày nghỉ hàng tuần, thứ Bảy Chủ nhật
và một ngày nghỉ lễ thứ hai. Nếu làm việc tại đơn vị có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần chủ nhật, người lao động có đợt nghỉ Tết dương lịch năm 2024 kéo dài 2 ngày liên tục, từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ Tết, hưởng lương ít nhất bằng 30%. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài lịch chung còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày quốc khánh của nước họ. Và quà chung khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn 2 tháng 1 năm 2004, 2 tháng 1 năm 2024 và chào đón năm mới 2024 sắp đến. Trong những ngày này, thì ngành chức năng quận Ô Môn đã triển khai công tác chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm quận, đảm bảo cảnh quan, tạo không khí vui tươi cho người dân đón năm mới. Theo đó, phòng quản lý đô thị quận đã triển khai sơn mới vạch kẻ đường, các dãy phân cách, lan can cầu, lắp đặt mới những biển bảng đã xuống cấp, hư hỏng tại những tuyến đường trung tâm của quận. Sửa chữa lắp đặt đèn đường tại tuyến đường trung tâm quận như 26 tháng 3, Trần Hưng Đạo, trụ sở quận ủy, ủy ban nhân dân quận và cổng chào hai điểm tiếp giáp quận Thốt Nốt, Bình Thủy. Tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng từ ngân sách. Các công trình hoàn thành nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, cùng với đó là tạo sinh khí vui tươi trong dịp đầu năm mới. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Quận Thốt Nốt hiện có 24 cơ sở tự viện và 113 vị tăng ni thường trú và tạm trú. Trong năm 2023, các tăng ni Phật tử tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội như ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, cất nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng học sinh nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, tặng quà cho bà con nhân các dịp lễ Tết với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận còn phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh tổ quốc, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức bàn giao mái ấm công đoàn năm 2023 cho cô Nguyễn Ngọc Lạc, giáo viên trường mầm non Thới Hưng 2 thuộc huyện Cờ Đỏ. Qua một tháng thi công, căn nhà được xây dựng hoàn thành với diện tích 54m², mái tôn, dách tôn, nền lót gạch men, với kinh phí khoảng 70 triệu đồng, trong đó quỹ Tấm Lòng Vàng Công đoàn thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp giúp cho căn nhà khang trang hơn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dự ký ban hành thông tư số 34 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17 năm 2019 về ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, hay còn gọi là thông tư số 34. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 2024, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75 đến 6,67%, trong đó có đường bay tăng lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên mức giá trần 1 triệu 600 ngàn đồng mỗi vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1 triệu 700 ngàn đồng một vé một chiều với nhóm đường bay khác dưới 500 km như hiện nay. Nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, giá trần hiện tại 2 triệu 200 ngàn đồng sẽ tăng lên 2 triệu 250 ngàn đồng. Nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, giá trần hiện tại 2 triệu 790 ngàn đồng sẽ tăng lên 2 triệu 890 ngàn đồng. Nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, giá trần hiện tại 3 triệu 200 ngàn đồng sẽ lên 3 triệu 400 ngàn đồng. Đường bay từ 1.280 km trở lên, giá trần hiện tại 3 triệu 750 ngàn đồng lên 4 triệu đồng, tăng 6,67%. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.